Giáo dục và Đào tạo đột ngột quy định về quy đổi điểm IELTS, các sở giáo dục và đào tạo rối như tơ vò vì mốc thời gian công nhận các chứng chỉ quốc tế để xét tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 bị thay đổi. Theo quy chế và hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hồi tháng 4 năm 2023, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương được miễn thi và tính điểm 10 môn tiếng Anh khi xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Hạn sử dụng chứng chỉ còn ít nhất tới ngày 27 tháng 6 năm 2023. Tuy nhiên mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương chỉ chấp nhận xét miễn thi với thí sinh có chứng chỉ cấp trước ngày 10 tháng 9 năm 2022 và sau ngày 11 tháng 11 năm 2022. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh của nhiều học sinh lớp 12 có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được cấp trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 11 tháng 11 năm 2022. Dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng trường hợp học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ngoài danh mục được công nhận hiện nay khá nhiều. Với Hà Nội, đại diện Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo nói, họ đang phối hợp với các trường trung học phổ thông rà soát số lượng học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng bởi quy định điều chỉnh trên. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có phương án kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phương án phù hợp đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Bên cạnh đó, một cán bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ thừa nhận bị dối trước quy định đổi mốc thời gian công nhận chứng chỉ quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian không còn nhiều nên không đủ để thống kê hết các chứng chỉ được cấp cho thí sinh nằm ngoài thời gian quy định của bộ.